Mừng các bạn đã đến với huyện Lộc Bình. Hôm nay thì là mình quay là cái anh thợ mới từ dưới Yên Dũng lên làm cho mình nhá. Xem anh đấy là đắp cái cột ở cái mặt tiền là như thế nào nhá. Sau khi là khoảng một thời gian thì bây giờ đắp xong rồi thì bây giờ là anh bắt đầu cắt nhá. Vừa chắc xong rồi còn ướt tí. Sau khi thì là đã chát cái thành một cái hộp khuôn cột xong thì bây giờ là anh thợ mới lên ấy thì là bắt đầu làm thêm là cái đường chỉ tròn nữa nhá. Tuốt thêm mấy đường chỉ tròn nữa.
Đấy, còn mặt tiền bên này thì là anh là thợ ở dưới là Lục Nam nhá, đang là hoàn thiện mặt bên này. Còn một anh thợ bên mặt tiền bên kia, ô thò ra bên kia ấy, chữ L kia thì là anh thợ dưới Yên Dũng. Ừ, hôm nay lại quay. Chết mình là thời tiết bây giờ là đang mưa phùn nhá, mưa cũng đây là cũng hơi tạnh một chút rồi, lúc đấy là mưa rất to. Mình đi từ trên nhà xuống đây còn ướt hết là cái quần đây này, còn ướt hết cả quần, ướt hết quần nhá, ướt hết quần, ướt hết giày nhá, mặc áo mưa rồi nhưng vẫn bị hắt vào ướt đi, mình không mặc quần đấy. Nên là đỡ hơn một chút rồi đấy, nhưng trời vẫn tối om đây này. Đây cái cửa sổ với cái cửa chính kia nhá. À, mình không phải là để như thế đâu nhá. Mình là còn để cái trên mi trên cửa ấy. Gọi là đắp cái ấy kia chỉ qua trên cửa đấy nhá. À cái kia lấy vít về gắn nhá, có vít nó bắn vừa đấy Lệ ơi. Alo, không 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 bốc xi đó. Ờ, tôi nói còn mưa nữa đâu, không mưa đâu mà. Ô, ta còn chát mặt tiền mà. Thế thì chỗ mày, nhà mày không có à? Làm kiểu gì được nhỉ? Nhà hết rồi, còn tầm gần chục bao nữa thôi, hết rồi không đủ làm hôm nay rồi.
Thế để tao điện nó xem. Không không đủ làm ngày hôm nay rồi. Có thì tao điện cho nó xem. Đây là cái bên là cái đường đã hoàn thành nhá. Dắt đục cái chỗ chân mi cửa sổ của ông Lễ. Đục đục cái chân mi cửa sổ của ông Lễ kia.